Chào mọi người. Chào nhà nha. Nè anh em mình đi thăm bãi cò ke cả nhà ơi, với thăm lưới gắn luôn. Tại ba bữa nữa nhà mình kẹt công việc cả nhà không thăm được nên anh em mình đi thăm hết luôn. Nếu mà có dính gì thì quay cho cả nhà coi nha. Đủ lợp luôn. Nói chung nay thăm hết cái vàng của anh em mình luôn á cả nhà. Đi chắc cả ngày nay mới về. Lưới gắn rồi đủ lợp rồi bãi cò ke luôn ha. Ừ, thăm hết luôn. Thăm hết luôn. Nhưng mà có cái gì thì quay cái đó nha cả nhà chứ giờ mình cũng chưa chắc có nữa mà thì đó thì có gì mình quay đó cho cả nhà coi, còn không thì không có hạn chế quay cả nhà ơi, tại đi cả ngày nay mới có về á. Ngày mốt mình mất đám hết 2 ngày rồi. Ừ, để bỏ chết hình hết cả nhà ơi. Thôi Rồi đi anh ha. em mình đi Ba môn phối hợp. ba môn phối hợp cả nhà ơi. Quay lỗi. Rồi đi anh bay. Anh em mình thăm dài đây nè cả nhà, lưới gắn rồi bẫy cò ke rồi hồi lợp thì hồi lội vô trong kia, mình chạy từ từ mình coi luôn, có thì mình ghé còn không có thôi cả nhà. Dầm dầm vô game ơi, tới lưới dầm dầm vô. Tới lưới hả? Dầm dầm ra game dính hả? Nếu mà dầm dính lên thì không đi luôn. Dầm dính quá anh bò. Đầu ngoài kìa. Nó tìm lưới không? Dính gắn bò. Dính nè. Quay xong để gắn bự nha. Cũng chọn luôn, gắn gì hả? Trời dính hay gì cả nhà ơi. Ủa dính gắn anh bay. Dính. Đồ dính gắn cả nhà ơi. Gắn của hành. Gắn của hành anh bơi. Ồ đã. Ồ gắn của hành. Đồ đã vậy. Hên như vậy. Được. Nửa ký à. Ngon quá ha. Đây. Nè. Đồ nghề nè. Mày cầm đi. Đồ đã với cả nhà. Hên với ta. Quá bự ha. Ừ. Cắt mặt đó. Đây lưới đầu tiên luôn cả nhà ơi. Ừ, kiến. Để đi. Ừ. Nó thì mở cái luôn vậy. Quá trời, này nó dính này chứ. Gắn bóng lưỡng luôn trời. Này này bỏ cũng mấy ngày nó dính nó chiếc, nó muốn đứt luôn mình cổ rồi. Chết luôn. Ồ, gắn đã. Mắc rưỡi luôn ha. Cái ngũ hành mát chứ. Chứ ngập nước mày tràm trơn thì nó nằm lên bờ, để nó bò tới bờ luôn thì dính chứ sao. Dữ tợn lắm gắn. Gắt lưới không? Bắt buộc phải gắt. Nằm cái kỹ mốt còn dính nữa. Tại mình phui lỗ lớn mốt dính gắn bự nữa. Không có. Bự hơn con này nữa. Một con cả nhà ơi. Một con. Thôi như vậy. Mỗi là mấy ngày gì mà nó dư thăm nè. Mở luôn. Quá đã rồi. Rồi vô bị luôn đi. Vô. Rồi sửa lưới lại em ba. Lưới ngon. Có đã ha. Từ đầu con này muốn đủ điểm luôn. Từ đầu vụ tới giờ mới được con này hơi bự á. Ừ. Dính gắn nhỏ. Bây giờ nó cũng hiếm gắn bự rồi. Cũng hiếm. Nó cũng cò mà đều có cái nó gì nó khôn nữa. Ở đông hàng á. Rồi anh em đi tiếp ha. Anh em mình đi. Chị nào tới lưới nữa cái mấy quay cho nhìn lắm không? Có hàng này nó mới hồn trụ rồi gắn nút đây nè. Để bữa hai vụ này nó. Rồi, anh em mình đi luôn. Đi luôn, họ có gì nữa quay nha cả nhà. Mình hạn ngày nay mình hạn chế quay cái không dính nha cả nhà. Để anh Kiệm bước lên thăm tay này có dính không cả nhà ơi. Dính không? Thua hả? Này mấy gòn trắng lắm. Ờ, à, không dính thôi đi. Tranh thủ. Ba anh em mình vô cù sậy này nè cả nhà, bữa dân đi lưới trong đây nè. Không có dính không? Đùi có hồng hộp nè ông đây. Cậu cùng. Bữa đi bắt chuột đó, chạo ủ nè. Ừ. Trắng ở đó.
quá trời sảy đế nè cả nhà. Nhà thấy không? Bữa giăng tay lưới trong đây không chín không? Đi trong đây coi. Dạ, gì vậy? Ủa. Ủa. Không, còn nãy nữa. Không. Gắn cho phá luôn. Ủa gắn cả nhà luôn. Không hành. Cái trời đất. Ủa. Ủa. Tao tưởng ông nói chết, mà nó còn sống. Nó mềm ru rồi. Ừ, đã vậy. Trời đất ơi, lưới 3.5 mà dính hoa hành. Trời đất ơi, trời đất. Dài này cả nhà. Rồi hả? Dính mà nằm đóng hàng luôn. Cầm cái. Trong sậy nãy ra nè anh ba. Ừ. Nguyên đám sậy luôn à. Cả nhà nguyên đám sậy luôn nè. Trong này ra nè. Ủa, dính bấm đầu luôn nè, mới ghê luôn nè. Quá bự mà. Quá bự nè. Ủa, con này ký mấy 2 kg trời. Ký mấy à? Mày mới dính này vậy. Còn mạnh nè. Mạnh không? Mạnh. Ủa hên với vậy? Cái này mà thời hồi năm mà 95, 96, 95, 95 mà cái năm 2000 phải không? Cái này nè. Bắt chút xíu là đi sơn, bắt chút xíu là nhóc luôn. Mà lúc đó nó ghê ghê à. Nó không ai mua bởi vì bắt ăn không mà. Chứ ít có bắt bán lắm. Chú tợn lắm này không nè. Này giờ hàng hay hiếm rồi. Không có luôn chứ hiếm. Hàng hiếm. Biết sao không? Quá hấp rồi. Mình bây giờ biết sao không? Nó quá tiền ta bắt phải không? Chứ dạng nó lớn không kịp. Rồi coi chừng còn gắn được. Nguyên cụ sậy bởi vì văn bữa giờ không dính. Nay đâu ảnh bò ra ta. Gắn mà ảnh nằm biết đâu, nó nằm trong cạm cũng sợ những bò đi thằng biết. Rồi, hấp lấy. Quá đã cả nhà ơi. Sướng. Sướng. Đã nè. Quá đã nè ôi. Vô rồi. Có lý rồi. Vô rồi. Thứ gắt luôn, đâu được. Cổ tay vô coi. Được cả nhà. Bằng cổ tay nghiêm luôn nè. Ghê không? Căng thử coi. Long thần. Căng thử coi. Căng chính xác lắm mà. Trời kia. Khi hài chị bà không? Chính xác không? Mình nhắm đại chứ. Không chơi sạch. Rồi. Quá đã rồi. Hai con nè. Ui vô. Không phải không? Con kia. Con nãy dính nhỏ quá. Con nó cái 4g à. Hai con này. Con này hơn cái gì? Mà tiếp phải lập trường thương nữa rồi. Trời ơi. Quá trời. Quá hấp. Cá mày. Rồi. Quá đã con ơi. Quá ngon rồi. Ừ. Quá trời đám sậy luôn rồi, nó bịt mà tưởng nay văn tưởng nay lâu lắm rồi. Nó mới dính con đầu tiên mà. Sao cái 7 á, hai con này. Cái 6 cái 7 hả? Ừ. Ngon quá ha. Ủa hên dưới ta. quá đã. Thôi để chút có nữa quay ngay cả nhà. Để mất thời gian cả nhà ơi. Đây có mấy cần gì nè. Tới lần đầu đó nha, coi coi đây. Đây hút đó. Ui. Dạ. Ủa con gì vậy? Lũi vô coi. Dạ. Gì vậy? Ủa đại bàng. Đại bàng. Ủa lẹ. Bơi vô anh ba. Ghê vậy. Ủa nó kêu kìa. Cái con gì? Ủa con gì á? Không lên kênh ba. Bự dữ lắm rồi. Ủa. Ghê vậy. Đứng đây bạn đây. Phải không? Để bạn không? Ủa nó bự cả nhà ô. Ê nó dòm kìa, nó không dữ. Mày nắm cánh mày coi. Chuyện bộ. Ủa hàng hiếm cả nhà ơi. Trời ơi, con này. Đâu hên với vậy? Đại bàng Việt Nam mày ơi. Việt Nam hả? Đại bàng Việt Nam. Trời đất ơi. Này một chị mừng hai đại bàng nè. Phải không? Ừ. Không biết. Giờ không biết con này con gì luôn nè cái nhà ơi. Sao giống đại bàng quá nè. Buông chỗ luôn cái. Bậy. Nó còn được nhợ sống mà. Chưa gọi tháo nhợ được hơn thôi. Mặt không mập không? Trời thật này rồi. Con sống chứ con đù ha. Sống. Trời ơi. Nó dính mà nó mệt. Nó thở thật tiệp lắm. Nó quánh bịch trong á. Ủa em thấy em phóng lên luôn. Đất ơi à. Ủa đã vậy trời. Đâu hên vậy? Cái trời cánh nó lớn không vượt hết trời. Ủa cái nè. Hàng hiếm rồi. Hàng hiếm cả nhà ơi. Đại bàng. Đâu cả nhà coi kỹ con này lên bình luận cho anh em biết con này con gì cả nhà. Một là đại bàng, hai là chim ưng hả? Ừ. Cái này không phải chim ưng đâu. Cái này cũng ngổ trời. Quá đẹp ha. Ừ. Nhỏ lớn giờ mới thấy cái này luôn á. Ừ. Phóng luôn hả? Hết hồn chưa hả? Nó đứng long thần luôn mà.
Ủa đã, đã ghim hết hồn phóng luôn cả nhà. Ghim thấy hết hồn phóng luôn lên chụp. Ủa đã chứ ta, con gì lá quá trời. Nhờ của mình dài hôm nay nắng nè, sợ nó giật mình quá cái nó bay luôn. Bay nó đứt dây. Đi mình dài mày nắng nè, mày nhờ này nó đâu có chịu mưa chịu nắng đâu. Ủa cái sải cánh của nó này không nổi vô. Đâu đã chứ trời. Sải cánh còn lớn hơn con Việt bữa đó mình của mình nữa. Nhìn quay cái đầu của nó rất đẹp phải không? Ủa đẹp ghê cả nhà. Trời. Này mạnh ghê. Cũng siết á. Dọc nhợ này gặp nhợ ấy mà. Rồi nha, cầm đi. Ủa sướng. Cầm đi ghim. Đã. Cầm đi tao quay mấy rồi. Cầm ra cánh luôn rồi. Cầm đi ghim. Rồi buông lên đi. Buông cho ghim cầm đi. Cầm luôn nha. Ừ. Rồi buông lên đi. Ủa đã chứ trời. Tao đâu có thấy đâu. Chừng gỡ giò ghim ơi. Ghim thấy nó phóng luôn. Ê, dưỡng nó về nuôi. Này nếu mà đại bàng là mình có tiền á nha. Phải không? Ừ. Đại bàng bán mắc lắm. Mày đại bàng gì nữa giống được bà khách hồn luôn mà. Ừ. Đại bàng cái gì anh ơi? Đại bàng gì á? Ừ, đã ghê trời. Đây bằng rừng thôi nha. Đâu mày coi thứ kia mày coi nè, cái bộ móng này nè, thấy không? Chân vàng luôn nè, móng rồi. Nó làm như là cái lưỡi lam chứ không này đụng vô cái không. Cái này là cái loại là nó ăn đồ sống không ha, nó ăn con này con kia. Vậy là bữa giờ mấy anh em mình dài mà bị ăn là nó xuống nó ăn nè. Thì nó ăn đồ sống á, nó ăn con này con kia rồi nó lên trên con bay nó bắt đầu thấy con này con kia nổi lên nè, rỉa xuống được. Thấy bộ móng không? Bộ móng cái được đâu giờ ruột được, thấy không? Quá trời đã rồi. Quá đã rồi. Rồi. Rồi giờ mày bẫy lại đi. Bẫy lại. Bay luôn, đừng cầm cái vụt giò bay luôn á. Quá rồi. Quá hớp rồi. Nó đã quá đã. Cái đây nè kia. Quá trời hùng. Kêu phải không? Kêu tiếng đó. Cho nó kêu nữa coi. Quá trời luôn, quá hớp. Đại bàng cả nhà ơi. Đại bàng thiệt rồi. Thằng hiếm rồi. Quá trời đã rồi. Trong này hên dữ rồi. Cầm cứng lấy cận. Quả đã. Ôi ôi. Hết hồn luôn. Ghiếm bay hết hồn luôn á. Tìm luôn chỗ lãi luôn vậy. Sao bữa nay hình như vậy. Nãy giờ quất khai gắn giờ tới con này nữa. Này tổ đãi anh em mình rồi. Làm như tới đám tổ đãi mấy con này về nhậu vậy. Thôi con này không dám nhậu đâu. Con này chưa biết. Này về mình sạch lên mạng lên mình coi. Về mình lại mình sạch mình lại mới được. Quá trời. Ủa đẹp ghê ha. Đẹp thiệt chứ. Này đâu phải bù cắt. Đâu phải bù cắt biết, bù cắt mình biết. Trắng bách à. Y răng giống đại bàng 70% rồi đó. Ừ. Lông nó y như đại bàng luôn mà. Nè. Ừ. Đúng rồi đó. Lông này thấy tinh quy như đại bàng luôn nè cả nhà. Giờ không biết con gì nè. Một đại bàng hai chim ưng à, hai con nè. Nặng tầm 1,5 kg. Ghê à? 1,5 kg. Mập nặng không? Mà đang tách trong quay một cục nữa nè. Ủa đã. Sướng. Đây rồi. Vô, qua đây vô. Vô rồi anh ba ơi. Vô rồi. Khỏe. Hơi con Việt móc bữa đó. Việt móc làm sao có vé chứ này. Sao hình gì vậy ta? Rồi chơi đi. Đi bay. Không luôn. Thôi đi anh em mình đi luôn cả nhà ơi. Chúc có nữa quay cho cả nhà coi. Đi cái đùng mỏi giò. Bảy mặt kìa kìa. Đầu gối bay. Cò đỏ. Chính được cò đỏ cả nhà ơi. Con này là kêu anh đặt con gì? 7 ly hả? Không xuống là 10 ly. 6 ly hả? Đợi đợi đi tao qua đây tao đổ lập đi. Đổ lập hả? Đổ lập có cá. Đừng con cò đỏ. Để đi theo anh ba đổ lập có không cả nhà. Em giải bẫy lại. Sâu không? Vô lúc chân. Rồi xong luôn cả nhà ơi, hụt đầu. Thằng gắn gì anh ta? Láng không? Đi, không có giá. Cái gò này có gắn nè. Thấy đúng
chìm lọt luôn vậy. Có không? Không. Vậy? Nước. Lương hả? Lương phải không? Đâu ngon cơm. Đâu hết vậy? Lương. Lương cả nhà lương. Nó bự nè. Cá lóc luôn. Lương đầu bông. Bông đầu luôn á. Lương đầu bông mà, thấy không? Đầu. Đầu bông đó, thấy không? Đầu bông bông á. Được ký rồi bà. Ừ, trời ơi, lương lương ký. Trời. Hả? Lương bự vậy. Không? Quá trời ơi, lương trà bá luôn cả nhà ơi. Rồi rồi đây. Nghe trúng luôn rồi. Rồi. Này hàng khủng luôn ta. Hiếm không ta. Game đang gãy bẫy bển nè. Loại qua anh đổ thử cái lợp. Trời vô con lương ông nội vô. Trời gì đâu có lợp chạy ghê trời. Cái bộ này 4 5 bữa mới đổ mà. Vô mánh nè. Lợp biết sao nó chạy luôn bự không? Bị lợp này nó lưới này nó tới 4 phân lần phải không? Ừ. Lương nhỏ ra trơn chạy lương lớn không à. Ừ, vô gì đâu rồi cá lóc rồi cá thật lò tho rồi lương luôn. Ở cái gần càng cái này đi mà. Ui giời. Thôi đây không dám móc cà phê cả nhà đâu, hồi để về vỏ đi. Hàng độc nãy giờ đổ cũng mới lợp rồi, cũng được mới cá mà không quay không. Quá đã ha, ngon quá. Để hồi quay xong đi quay thành quả cho cả nhà xem. Ừ, hồi đi chứ đây móc ra vô xuống nước cái về gì chứ cũ luôn á. Quá đã cả nhà ơi, tự nhiên nay đi trúng mánh luôn ta, nãy giờ gặp thứ dữ không à. Rồi đặt lại đi anh ba, anh đặt lại luôn. Mấy gò này có gắn nè. Cả nhà nhớ đăng ký theo dõi anh em mình đi săn gắn mấy gò này nha cả nhà. Đâu? Không thấy. Đó, cái già đó. Rồi thấy nè. Già gắn nó thấy không? Cả nhà thấy già gắn không? Đi đừng ngay, để bữa hai để đem giá vô chiến á. Ngày mai anh em mình đi chiến á, để giờ mình bươi á, tay bươi không nổi á là cắn nó bỏ đi. Ừ. Quá à, trời sâu rồi, nước nãy lên thêm nữa gì á. Gì ông kìa. Ủa ông cái vậy? Đâu? Ủa ông kìa. Sao lại ngay tay lưới dính hàng gắn luôn. Ủa ôi. Dính hàng gắn ủa ông nữa cả nhà ơi. Có hết rồi. Trời luôn. Anh em, còn lăn đâu làm cho bá lửa luôn kìa. Trời ơi. Kìa, ủa ông đâu? Đâu? Ủa mặt luôn. Mặt luôn. Mới lại đóng gì vậy? Ủa ông. Gắn lớn, gắn lớn, gắn lớn. Đây đây đây, đưa. Nè. Ủa ông đóng nào trời? Mới đóng này nè. Chưa mặt lên xếp hả? Ủa mấy gầy sao mà mình bỏ ba bữa sao mà mình không thấy mình nay nó mới lại đóng luôn. Mới lại gì vậy? Mới lại đóng. Nhà tay lưới luôn. Ừ, nhà tay lưới luôn cả nhà. Trời ơi. Dính hàng gắn luôn. Hàng gắn luôn. Ủa con mình trước nó bự kìa. Rất cối à. Gì bữa đâu? Nay hàng khủng con vậy? Hàng muốn không đấy. Hên. Nay tổ đã anh em mình. Trời ơi. Quá đã rồi cả nhà ơi. Trời ơi, tay lưới. Kê của ông luôn sát bên trên đầu kìa. Sát đầu ba luôn. Quá thớt rồi. Ừ. Đã dữ trời. À, bây giờ gắn. Ê, đừng động. Ủa không? Bây giờ biết không, cái bờ này nó ngập trơn này biết không? Gắn cái đổ đi nè biết không? Đi dính. Quá đi rồi. Quá ngon rồi cả nhà ơi. Ôi ôi. Ôi nãy hên. Làm cặp rắn thêm mổ ông nữa. Trúng rồi. Đúng rồi. Vô rồi, đại bàng rồi tao nói bữa nay rồi. Quá hớp. Quá hớp rồi. Rồi lương rồi. Lương rồi ơi bữa nay. Ba môn phối hợp, bữa nay ba môn phối hợp quá trúng rồi. Ba môn phối hợp đúng luôn đó. Ê, né thì giờ quay cho con bự coi. Ủa ông đã kìa. Ui vô rắn bự nè cả nhà. Rắn này còn cỡ 7 tấm lạ nè, thấy không? Ủa ông trên đậu thơm, thơm mật. Cả nhà nhà thì đang nhớ đăng ký theo dõi anh em mình bắt ủa ông này nghe. Quá trời ủa ông rồi. Chưa mật dữ đâu. Ừ nghe thơm. Mới đóng à. Ủa. Còn lết sẹp à. Ủa ông nè. Thì để chắc khoảng 3 tháng nữa anh bà. Ba tháng nữa. Đầu dữ hả? Mấy sao không? Thì để mình coi đi, từ từ có bạn bắt. Ừ. Chứ mình đâu thời gian đâu tới 3 tháng như vậy. Ấy rồi, cái tháng này cái bông tràm nó trổ nè. Quá hớp nè, dính ngay gốc cây luôn. Nước bờ này nó ngập rồi không gắn nó đi đi khoát. Ừ, nguyên cặp gắn luôn trời. Gắn đực gắn cái gì vậy ông ơi? Đi chung như vậy nè. Đực cái. Cái. Cái, nó đực đó.
cặp luôn rồi. Cặp đi cặp nè, tháng 10 nè, tháng 10, tháng 11 này nè, nó đi giao hợp với nhau quá, đặng cho nó sinh sản. Nó tới đây nó bị giao thông chặn là đứt luôn, hết sinh sản được luôn. Nó mới gặp bạn tình nè. Mà không biết có sinh sản nó có giao hợp chứ nữa không biết nữa nè. Ông này ông hiền hết bà. Ngồi nói chuyện quay vậy mà. Ông này hiền. Không suy nghe vậy. Vô tao cho tao lướt được cái. Đây. Vô ngắn rồi cả nhà. Đó hết rồi. Ta 192 con luôn. Có đã. Ừ. Cái lông tóc nó đụng đụng đụng. À. Chào tới đây. Cái liền trắng. Bao đâm. Quá trời của ông này cả nhà. Đúc sát luôn ơi. Thơm phức luôn á. Thơm mặt rồi á. Thơm luôn bộ thiệt luôn. Dạ. Lương, cái chừng lương với mấy cái chết á. Rồi đại vàng, cò đỏ. Quá. Bữa nay dữ lắm rồi. Rồi ông mật nữa chứ. Trời ơi, chọc thêm bố ông mật nữa. Chứ tụi hàng dữ luôn ha. Hàng quá dữ. Quá đã cả nhà ơi. Cả nhà nhớ đăng ký theo dõi anh em mình bắt ổ ong này nha. Ổ ong quá hớp rồi. Rồi, đi tiên. Đi tiên hết luôn rồi. Mẹ thì ngợp đó. Vì nãy giờ nó ngạt, nó ngợp đó chứ. Thôi để một chút có gì nữa quay cho cả nhà coi nha. Nay anh em mình đi thăm tá lã chứ nè. Thăm tá lã dính quá trời ngon cả nhà ơi. Ổ ong nó ăn tiền ổ ong nữa. Ăn tiền được ổ ong nữa đó, có đồ nghề nữa. Ổ hơn như vậy. Có chuyện đó anh em mình làm clip nữa rồi đó cả nhà. Ngay luôn, ngay tới lưới luôn. Ngay tới lưới luôn, không gầy đâu có đâu, nó mới lại. Chứ nghĩ sao mà dám giăng tay lưới dưới ổ ong này. Quá hớp, quá hớp. Đi. Đi đi, ổ ong nó tính sao đi ha. Ừ, nó mới đóng chưa có mặt đâu. Đó mình mới thăm đây 3 ngày mà quay trở lại nó đóng mà. Ủa có à, ổ cống gì nè. Dính gắn xinh luôn hả? Hết xinh. Ba con lượt. Gì? Ba con. Ừ. Con xinh hang sống. Này vô mánh nè cả nhà ơi. Hết đường phản rồi. Nó đi dụng địch. Né ơi Kim. Né sao sâu ra. Giao hợp với nhau á, giao phối. Ủa. Hai con neo chung hả? Nè, đi giao phối nhau. Ủa trước con kìa. Đực kìa. Đực kìa cái đuôi nè. Nè đực nè. Thấy không? Ừ. Rõ ràng ha. Ồ vô con này chết ổn rồi. Cái nè, đuôi nhỏ xíu đâu không nè. Nó cái. Nè. Trời phù liền ha. Phù luôn nè. Ở đâu? Nè. Đúng được không? Được nè, nó. Bóp nhỏ lao mày. Trời ơi. Đúng rồi cả nhà ơi. Bóp lòi cái hai cái khía ra luôn. Đi tìm băng tình. Sao gắn cái chết lại ta? Chắc bị nhặn nước hay gì nè. Ngập nước. Ở trên đè xuống thì chịu nổi. Ở trên dập xuống miết trời chiều cắt nước ra bà. Ừ. Ủa ha, cặp cắt nước chết hết con cả nhà ấy xình. Còn con sống. Con quỷ mạnh luôn, con dữ. Con quỷ mạnh này. Không còn cứu được con không được, trước con lộn nữa cả nhà. Ba con, khúc này được ba con. Vô mánh nè cả nhà ơi. Con dữ ta cái gì cũng dính được ha. Không, thiệt cái này cái gì cũng dính luôn á. Tổ đại. Mỗi bữa anh em mình đi á cả nhà, không có gì để quay luôn rồi đi về luôn. Nó nói thiệt luôn á. Tự nhiên nay dính quá rồi dính nè. Bữa nay dữ lắm rồi. Bây giờ biết sao biết trời thời tiết nó lạnh là dắn nước chảy đi. Đã bắt thấy không? Tháng 11, tháng 10 rồi nó đã bắt cái ông trời nó đã bắt cái lạnh thời tiết lạnh nó gắn bò đi rồi. Cho vô bị mới đi anh ơi. Bỏ gì với hay gắn không hả? Rồi tháo con chết ra liền luôn đi. Cầm lương rồi còn. Cầm về tới nhà mất tiêu luôn. Nãy đổ lợp được lưng bự á cả nhà. Này hàng này hàng hiếm không ạ? Để chút ra đi quay thành quả cho cả nhà coi. Nhiều lắm, nhiều đồ dữ lắm rồi. Tình nữa nha, tình dục, cái này con quỷ mạnh rồi bắt về mình luộc chua nó cũng không được. Tao coi. Rồi bỏ đi. Nói cái ớn ăn ha. Gắn rồi xanh luộc chua. Nữa nước này hoàn toàn coi, dính nữa. À ổ ơi, chừng ổ cống luôn anh bà. Cắn một bông vô kìa. Rồi ta cống nữa cắn một bông á. Ừ, khúc này có cỏ đó, cụ cỏ nằm dưới đường nước đó. Ổ coi ổ chí già luôn kìa. Ổ cái đèn nhà ngá theo. Ừ.
để đi lại gỡ gắn trước nữa cả nhà ơi, để sửa lưới cái nhận đầu chịu nắng đâu. Này đực thật cái đực nó quá, ấm nhôm nhất này. Nhỏ con này mini được nữa đực ha, đực. Bóp đây tao cứ bóp xịt tức rồi. Thôi gỡ đi, gỡ đi chết luôn. Thành thủ anh bay đó, nước lạnh quá không mày quốc đó, không quốc á. Con này chắc nào mà giỏi lắm chứ, mạnh mồi nhất là được 3 ly. Ờ, đầu dữ. Cắn khúc. Đầu ăn dữ. Mình lâu lắm không có ăn, bây giờ là mấy không có nướng. Bữa nào nướng. Nhìn khúc một ba con cả nhà. Nướng chui bữa ha anh ba. Ừ, nướng mồi mình chấm ớt lên chanh á. Ừ. Chấm ớt lên chanh đỏ đàng hoàng ha. Ừ. Mặn chanh nổi nước chấm một cái ngắt. Cắn cụp. Thôi chảy miếng luôn trời. Chảy miếng chứ không. Đúng bài luôn chứ. Nướng mồi. Nướng mồi á. Đen đen cạo cạo ha. Cạo cái đậm nước lên chanh á. Trời chim chết sạch hết. Người ngập nướng chết á. Trắng nước à. Cuối hổm dở lên gắn con súng nay chắc tớt thiệt rồi. Thôi thôi lội ra đi. Wow. Quá nãy giờ lội trong đạm đuối luôn. Gì vậy? Ồ. Nữa rồi, nữa rồi cả nhà ơi. Nữa rồi cả nhà ơi. Hiếm hiếm. Nay toàn dính hàng hiếm không à? Mà không, mà không. Con này mập đù luôn trời. Vũ đã. Quất trống. Trống. Quất trống nè, mồng nó chán đưa mồng lên coi. Đúng bài không? Đúng bài. Trống. Mồng đỏ mà. Tôi mới dính này nó mập thịt còn dữ tận. Không thể tin ngày nay luôn rồi. Trúng mùa rồi cả nhà ơi. Bà thiệt mà. Vui. Bắt trúng rồi dính được mấy này cũng đỡ mệt lại chút xíu. Coi gì vào cây đó anh ba. Dạ, nó bắt buộc phải đi gây đường đó là chính hả? Dài lên anh ba. Quá đã cả nhà. Quất. Quá đầy mồi rồi. Quất trống. Mồng nó chét à. Bọc ghê lắm. Này, lu. Vô bị. Mùi déo của anh em mình này nó dài dữ lắm luôn cả nhà. Cả nhà coi nhớ theo dõi anh em mình nha. Nay dính đồ nhiều quá phải quay thôi chứ. Giờ biết sao. Hàng cò chết ngắt luôn. Hàng cò nãy giờ lội trắng nước chết queo luôn rồi. Còn con kia bỏ vô lãi rồi. Đại bàng bỏ vô lãi rồi. Điểm không? Điểm. giờ hết lội nước rồi. Để cho nó thấm mới được. Hàng cò quy tiên luôn. Thôi dài lại đi, chút có đồ thì quay nữa. Thầy mất thời gian cả nhà ơi, quá dài rồi. Con. Con, lấy ra. Con vô cái lợp chạy. Lò thò. Cái này có người kêu cá lò thò, có người ta kêu cá sạch gần. Con. Ừ. Thì theo mọi người có kêu bự đã rồi chứ là chạy rơi rồi cái mùi luôn nè, cái mùi cái mùi cà rô cái xe lọt tho cái cỡ này mình này là nó chào hàng cái này mà nấu canh mà tự ăn được không, ăn chết chết rồi. Đúng rồi. Đó đúng cánh này quá trời, cái lợp chạy cá rô với mấy cái sạc lọt tho bành bành. Bây giờ anh em mình lội mệt quá, nhà nói chuyện muốn hết nổi hết nổi à, phê à, ba bô mới hộp tê được mới cá. Đi từ 8 giờ sáng mà tới giờ gần 3 giờ chiều rồi cả nhà. Chiều đã chưa cơm nước. Nó chuyện hết nổi rồi. Phê luôn rồi. Phê. Còn 6-7 cần cầu cò nữa là hết rồi. Lập cái này cũng cái cuối rồi cả nhà. Rồi, giờ cái này em đi tiếp. Tiếp đi. Đi suốt vậy đó cả nhà. Không biết chừng nào về nữa. Đây nè cả nhà ơi, ra về rồi, thành quả anh em mình đây. Đầu gôn luôn với cái lóc rách luôn nè, thấy không?
cái rùa này nó chỗ này nó không rùa đúng rồi, rùa rùa đồng luôn nghe nè. Này đổ lợp đây, hàng đây mới giữ, hàng này mới giữ đó, gắn hổ hành bốn em. Bữa nay trúng cái gì cũng trúng được cả nhà. Lội từ sáng mà tới giờ nữa rồi anh em cũng chưa có về nhà được nữa cả nhà. Hát sành đây con đại bàng. Bữa nay ăn tiền con này, ăn tiền con này nè cả nhà đó. Đã chưa? Nó tự biểu diễn luôn đó. Tôi thấy mình quay phim đó. Quá đã. Lại nói vậy chứ hồi mà lúc mà chưa quay YouTube này 70 kg, bây giờ còn có 62 kg cả nhà. Họ biết bây giờ còn nhiều 62 kg, mắc 8 kg. Mồi tiếng ngắt luôn kìa. Chết chết rồi. Đây đó là cả nhà. Này quất. Quất với cầu đỏ. Hàng cầu đỏ. Này gắn nước. Hàng gắn nước. Đó hàng khủng đúng không à? Lương cỡ này. Lương này cả nhà. Lương bị cái râu rạc chết luôn à. Lương đầu bông. Lương đầu bông đúng không? Ít sức còn lương không? Cái lóc này cả nhà. Hàng khủng, này chọc hàng khủng luôn. Quá đã rồi cả nhà ơi. Thôi. Anh em mình về luôn cả nhà ơi. Đi từ sáng giờ quá phá phê rồi. Quá phê, bữa nay đi phê thiệt mà trúng. Này anh em cũng trúng. Cái gì cũng trúng rồi. Quay. Thôi, chào cả nhà về luôn anh em ơi. Rồi, chào cả nhà luôn nha. Gặp cả nhà những video sau luôn nha. Cả nhà thấy quy déo hay, cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ chia sẻ giúp anh em mình nha cả nhà. Này quá trúng rồi cả nhà. Này trúng mánh rồi.